hai trường hợp. Cái mì xếp ở đây. Cái mệt can nó có hai trường hợp. Pressure máu, hơi bị pressure máu. Nhiều người thuốc pressure cao quá thì nó cũng bị thấp quá. Coi nhà có mấy đô lần rồi. Một lần ấy là bả đô liền. Nó có cao quá không? Nó có thấp quá không? Không, không thấp quá được nhưng mà thấp lắm rồi mà. Hả? Thêm thắt nha. Bây giờ nó đâu mấy à? Thêm cao su. Đây đây có lưu được coi chừng cái thuốc nó kiểm rõ đã có. Có thuốc đó là chưa giờ. Từ xưa giờ. Thuốc nó bổ được chưa? Thì cho uống được. Cái tháng đi đủ rồi. Nói vậy đó. Bây giờ anh dạ. Tụi em một cái bịch để mở bỏ tất vô đi. Tại vì bây giờ tụi em phải mua cái này ra mới để mà lấy cát vô được. Cho em cái bịch để em bỏ tất vô con mì. Dạ bây giờ phải chứ có cái này đi lấy mà lấy cát để bỏ con mì. Vậy thì bỏ hết vô đi ok đó. Ê, Minh ơi, có trường họ bỏ ra, họ không có làm như bên này đó. Không biết mà, chị biết. Trời ơi, bỏ làm lắm không ơi. Bỏ là cũng tượng lai, mình lọc đi. Tượng lai, có quan tế mà. Không phải lên phát cũ, không phải lên Được. Chồng lên đi anh chồng lên cao. Thank you.
Thùng cà ri này của chị Hiệp đó nha. Anh có chứ. Anh Minh. Còn ai chưa có cà ri không mấy anh? Hãy
Học quá. Anh hỏi chưa có kìa.